LTK Bonsai trân trọng giới thiệu đến quý bà con mình video ngày 7 tháng 6 năm 2021 tại điểm bán của An Bình. Rồi có gì đây An Bình ơi? Hôm nay ngày 7 tháng 6 2021 ha, tại dự kiển An Bình thì em xin giới thiệu đến tất cả bà con mình một số cây kiển đang thông dụng và ưa chuộng nhất hiện nay. Đó là bằng lăng tím, mai chiếu thủy, linh sam với linh sam sông Hinh nha, với một số phôi khí gân ha, để giao lưu với tất cả bà con mình trên toàn quốc. Mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình vui lòng liên hệ về số điện thoại của em là 0939700449 nha. Để ý thì có nằm dưới mô tả YouTube ha quý cô chú anh chị. Rồi, không để quý cô chú anh chị chờ lâu thì em đến ngay mã số 1 nha. Đây là bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Cái này là hàng khai thác nha. Bây giờ em báo chiều cao của cái phôi đặt ở đây ha là 39. Cành bay của cây là đâu rồi? 68 nha. Rồi, một củ đặt ha. Dạ. Cây này khá là quái nha quý cô chú anh chị. Hiện tại cây đã cho chồi li ti khá là nhiều rồi ha. Rồi, đo cái giờ đem báo hoành nha. Báo hoành tổng ngang này ha là 55. Đường kính bầu 55. Dạ. Cái này mình về mình tiến hành vô chậu thì đừng có gỡ bầu em ra nha. Để có hai lớp là gỡ bên phần ngoài, còn phần trong thì bao thì mình cứ lên chậu bình thường. Trong này nó cũng có cái hang này ha. Đây, cái này là phần lũa. Lũa thì độc đáo của cái loại cây rừng thì nó là như vậy nha. Mã số 1. Em giao lưu với bà con mình có giá là 2.200.000 đồng nha. Bao phí ship toàn bộ ha. Mình cũng bảo hành sống 2 dạ, tháng ha. Bảo hành sống trong vòng 2 tháng cho cô chú anh chị mình ha. Đến với mã số 2 thì cây này do nặng nên em không lên bằng quay được ha. Có gì thì em hỗ trợ chụp hình thêm rõ kỹ hơn cho cô chú anh chị mình nha. Cao của cây này em xin báo là 80. Do nó ôm những cái cục đá núi ha, khá là lớn nha. Nên cây nó sẽ bị nặng. Mã số này là mã số 2 nha. Rồi đó, chiều cao nó. Em đo cái đường kính bầu. Đường kính bầu của cây ha, em xin báo là 60 nha. Cao cây đó. Này là thuộc dạng lá trung nha. Cao báo cao rồi. Phải không? Rồi. Cao rồi là 80 á. Đây. Đó, bao gồm phí toàn bộ hết nha. Tất cả các mặt hàng online đều bao ship, bao sống. Bự dữ ha. Dạ. Mã này là mã số 2 nha, lưu ý mã giùm em ha. Chung rồi. Cây dáng khá là quái. Rồi, cây này bao gồm phí ship đến tận nhà cho mình đó là 3 triệu đồng. Cây đã đâm chồi sống khỏe rồi nha cô chú anh chị. Mở vòng nữa. Mã này là mã số 2, 3 triệu đồng, bao gồm phí ship toàn quốc. Mã này là mã số 3, cũng là bằng lăng hoa tím lá trung luôn, đâm chồi sống khỏe nha. Cao cây này tương đối em báo là 58 ha. Những mặt hàng miền rừng núi thì người ta chơi lũa rất là nhiều nha. Mặt lũa của cây thì tạo nên nét độc đáo của nó ha. 50 là tán, 50 là cái bề rộng của bầu nha. Cái này thường thường người ta trồng trong cái chậu dĩa ha. Và ghép tường vi thì sẽ cho xiên hoa hơn là nguyên thủy của nó. Nguyên thủy của nó thì nở một mùa trong năm là mùa hè nha quý cô chú anh chị. Màu hoa rồi. Nguyên thủy là màu tím ha. Rồi, cây mã số 3 này em báo giá với mình bao ship toàn quốc là 1.600.000 đồng nha. Đến với mã số 4 cũng là đây là bằng lăng luôn nha. Bằng lăng này thuộc dạng hoa tím lá nhỏ nha quý cô chú anh chị. Cái này có cái cây thảy vô đây. Đây. Được không? Được. Dịnh đi, dịnh tiếp đi. Rồi. Rồi. Cao của nó em báo là 50 nha. Hiện tại cây này là chồi đâm khá là mạnh ha. Do ở trong mát nên chồi nó sẽ có màu ngã trắng nha. Nhưng chồi nó rất là mạnh. Đường kính bầu em báo ha là 60 nha. Rồi, đưa cái chỗ này ra. Hiện tại những mặt hàng này em bao sống toàn bộ cho cô chú anh chị mình ha, nên cứ việc an tâm nha. Rồi, cây này bao gồm phí ship đến tận nhà cho mình đó là 1.700.000 đồng ha. Những cái mặt lũa của cây thì mình về mình xử lý thêm giùm em nha, cho cây đẹp và hoàn chỉnh hơn ha. Đến với mã này là mã số 5. Cây này là thuộc dạng một cốt nha quý cô chú anh chị. Cao cây này tương đối là 45 ha. Đó. Một cốt này người ta hay trồng ở sân thượng đó, rất là đẹp nha. Quanh thân của cây em báo là 50 nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Mấy cái vết này thì nó không sâu nha quý cô chú anh chị. Đó, vết gãy do tự nhiên thôi ha. Vết theo thời gian, dạ. Tự nhiên. Rồi cái này bao gồm phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình có giá là 900.000 đồng cho mã số 5. Đến với mã số 6, bằng lăng hoa tím dáng lật lá nhỏ. Cao cây này tương đối là 68 nha. Những mặt hàng này đang được giao lưu khá là rộng rãi nha.
nên cô chú anh chị mình có thể dễ tìm kiếm thông tin của cây trên Google và YouTube ha. Đường kính bầu của cây là 50. Đây, chồi của cây đã đâm khá là mạnh rồi ha. Tôi cầu về giữ ẩm hàng ngày giùm em nha. Một ngày mình có thể tưới mấy cử nha quý cô chú anh chị. Thấy khô thì tưới giùm em ha. Rồi, đó, cây này số... cây này là cây mã số 6. 6, có miếng giấy nhỏ xíu à. Dạ, bao gồm phí ship đến tận nhà cho mình là 1.800.000 đồng ha. Những cây này do phí ship hơi cao nha, tại vì cây nó rất là nặng ha. Đến với mã cây này là cây mã số 7 nha. Cao của nó là 44. Cũng là bằng lăng hoa tím lá nhỏ luôn. Đây, cây này u bú khá là đẹp ha quý cô chú anh chị. Rồi. Hiện tại mặt lũ của cây cứng ngắt này ha. Giờ chỉ cần xử lý thêm là tạo lũa thêm là cây nó đẹp. 35 là đường kính bầu. Đây, cứng ngắt luôn nha. Rồi, cây này bao gồm phí ship đến tận nhà cho cô chú anh chị mình ha. Có giá là 1.400.000 đồng nha. Những cây nào chưa đâm chồi, có hiện tượng bao da thì mình về mình giữ ẩm hàng ngày giùm em nha. Mã này là mã số 8, là một cây me chua miền Tây ha. Cây này đã được uống bonsai rồi nha. Hiện tại lá nó ra khá là nhiều nên chi cành thì mình dòm không có rõ ha. Có gì thì kêu em hỗ trợ chụp hình thêm nha. 55 là chiều cao của cây nha. Hiện tại cây này có một cái nhánh bay luôn ha. Rồi, cái tàn nó khoảng nhiều. Đây, để em đo tổng tàn cho mình nha. Đó. Tổng tàn từ đây tới đây ha là 85. Me này rất là già rồi nên có 2-3 đợt trái rồi nha quý cô chú anh chị. Hoành thân tổng của cây là 30 nha. Đây. Đó. Rồi, đây có một cái nhánh bay ra rất là đẹp nha. Đế của cây khá là đẹp ha. Rồi. Rồi, cây này cũng có đế khá là đẹp nhưng khởi đi thì em không xếp chậu được nha. Kiếm cái mặt cắt cái rồi. Mặt cắt của cây nằm đây nè. Đó. Cây này cây mã số 8. Bao gồm phí ship cho mình là 1.800.000 đồng, bao phí đến tận nhà nha. Me chua miền Tây ha, không gửi chậu nha quý cô chú anh chị. Do chậu xi măng khá là dở ha. Cây này là cây mã số 9. Mã số 9 thì cây này là ở quê em gọi là cây trà bùm sụm nha. Có tên gọi khác là trà Phúc Kiến ha. Cao cây này tương đối là 29. Mini bonsai nha. Tán ngang của cây là 33. Mã số 9 nha. Một bệ đế hai thân ha. Em đo như vậy cho mình tham khảo nha, là 20. Mã số 9 có giá là 600.000 đồng. Có chậu luôn không? Dạ, cái này em gửi đi luôn cho mình luôn đi. Chậu có gì thì em ha. Dạ. Chậu nho nhỏ này cũng dễ ship. Mã số 10 cũng là trà Phúc Kiến luôn. Cao của nó là 30 nha. Hiện tại cây này thì chưa có trái, đang có trái nha quý cô chú anh chị. Hoa của nó thì màu trắng hồng ha. Quanh thân của cây là 15. Cây mã số 10 bao trọn bộ phí ship cho mình cũng có giá là 600.000 đồng. Rồi, đọc số điện thoại ra. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Cũng là số Zalo liên hệ hàng ngày ha. Có ghi trong phần mô tả nha. Dạ, bà con. Cao này là 20 nha. Từ đây tới đây thôi, còn ngọn phần trên thì em không tính ha. Cái này những cái ngọn mà ra thì nữa mình về mình uống giùm em nha. Cây nó hoàn thiện hơn ha. Quanh thân em xin báo là 15 nha. Rồi, cây mã số 11 bao gồm phí ship chọn gói là 500.000 đồng. Chỗ em ở hiện tại là khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha. Bữa nay có nhiều mặt hàng cây kiểng thập cẩm nha quý cô chú anh chị. Cặp 13 đã lập cặp ổi tàu nha. Phôi nha, 13 là chiều cao tổng thể hai phôi ha. Cặp 13 nha. Hoành thân em báo một cây 13 luôn. Rồi, 13 cặp 13 luôn. Cao 13, hoành 13. Có giá 500.000 đồng bao gồm phí ship ha. Các cô chú anh chị mình chốt cây thì có thể liên hệ lại Zalo nha. Để chụp hình ảnh của cây. Ngày hôm nay là ngày 7 tháng 6 2021 nha. Cao của cây ổi tàu này ha. Có chiều cao là 29 nha. Dáng lông hồi đầu rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Tán rộng. Tổng tán rộng này là 60. Có trái chưa ăn rồi? Dạ, hiện tại đang có trái nha. Có gai ha. Dạ đúng ngừng rồi. Ngừng. Ổi tàu thì đặc điểm của nó trái rất là sai và rồi, khi chín thì trái đi. Có mùi thơm nha. Hoành thân. Hoành thân của cây là 12. Đó, để em dỡ cây. Đây. Đứng cái thân đầu cây thì khá là lắc lượng và khá là độc nha. Rồi. Cây ổi tàu
Ổi tàu này có giá là 1.800.000 đồng cho mã số 14 nha. Về thay qua cái chậu kiểu của cái, cho cây giùm em ha. Mã này là mã số 15 nha. Cũng là ổi tàu đang sai trái ha quý cô chú anh chị. Tán rộng này là của cây là 53. Đó, ổi tàu này thân khá lớn ha, bay lắc lượng ra nha. Rộng của cây nha, rộng của cây thì là 38. Ổi tàu thì trái lớn nhất của nó chắc khoảng bằng đầu ngón chân của mình ha. Rồi bây giờ em báo hoành thân nha. Dạ, hoành thân của cây là 15 nha. Rồi cái ổi này bao gồm phí ship đến tận nhà cho mình là 1.600.000 đồng nha. Bật cái đầu lên. Đây, thân co lắc. Những cây mà nuôi nằm chậu lâu năm thì khả năng nó lớn rất là lâu nha. Bởi vì những cây mà lớn như vậy thì khả năng lâu năm lắm rồi ha. Mã này là mã số 16. Đây là dòng trung nu bonsai nha quý cô chú anh chị. Cao của nó là 29. Tổng tán dài nhất của cây là 56 nha. Mai chiếu thủy trung nu. Hoành thân nha. Hoành thân của cây là 17. Mã số 16 bao gồm phí ship đến tận nhà cho mình là 700.000 đồng. Trung nu mã số 17. Cao của nó là 23. Tổng tán dài nhất của cây là 43 ha. Toàn bộ thông số em đều đo và trừ hao cho mình chuẩn xác hết nha quý cô chú anh chị. Phơm tàn của cây cũng khá là ấm rồi ha. Hoa của nó là hoa màu trắng nha, có mùi thơm nhẹ ha. Quanh thân là 14 và 600.000 đồng là giá của cây này nha. Mã số 17 ha. Rồi đến với mã số 18, đây là dòng mai chiếu thủy trung nu lá lớn nha. Cao của nó là 80 nha. Chi tay người ta đã chỉnh sửa cho mình hết trơn rồi ha. Có gì thì mình về mình sang chậu mới giùm em nha. Tại vì chậu này em không gửi đi được cho mình ha. Đây, quanh thân của tán ngang của cây là 68. Mai chiếu thủy lá lớn. Cây khá là tốt nha quý cô chú anh chị. Quanh thân của cây là 25. Rồi, không gửi đi được ha. Gửi đi chậu, không gửi chậu được. Cây mã số 18 bao gồm phí ship đến tận nhà cho mình là có giá là 900.000 đồng. Rồi, cây mai chiếu thủy mã số 19 ha. Lưu ý nhớ mã giùm em nha quý cô chú anh chị. Dòng này cũng thuộc dòng lá lớn luôn nha. Cao của cây này là 68. Tán ngang phun tàn của cây ở chỗ lớn nhất là 70 ha. Không có ghép gì ha. Dạ, không ghép nguyên thủy của cây nha. Mã số 19 nha. Trong chậu này nó mỏng quá, em không gửi đi được cho cô chú anh chị mình ha. Về sang chậu giùm em nha. Mã hoành thân là 26. Rồi cái này cũng đồng giá là 900.000 đồng nha. Lưu ý giùm em là những nơi nào có vùng dịch thì em không gửi được cho cô chú anh chị mình ha. Mình đợi bớt bớt dịch rồi giao lưu với em nha. Mã số 20. Cao cây này tương đối là 55. Tán ngang của cây lớn nhất là 57 ha. Dòng này là dòng khế gân nha. Khế gân thì rất trái rất là chua chua ha, nhưng mà thân thì khá là đẹp. Nu bú. Quanh thân của cây là 23. Đế khá là đẹp nha. Đó, mã số 20 bao gồm phí ship đến tận nhà cho cô chú anh chị mình là 1.200.000 đồng ha. Có chậu không ạ? Dạ, cái này chắc bó bầu quá. Chậu này nó hơi lớn lớn nên em để vô cho cây nó đẹp khi mà mình quay phim thôi ha. Rồi có gì nữa mình về sang chậu giùm em nha. Cây khế gân này có chiều cao là 56. Đó, khế gân này rất là xiên trái và xiên hoa nha. Khi về mà gửi đi thì cây nó sẽ bị dễ bị rụng lá ha. Tán ngang của cây là 50 nha. Nhưng mà cây nó mọc lại chồi non rất là nhanh ha. Cây mấy? Cây 21. Dạ, mã này mã 21. Hoành thân là 20. 1.300.000 đồng luôn. Bao phí đến tận nhà ha. Bao sống không? Dạ, bao sống. Những mặt hàng bên cảnh An Bình Live đều bao sống cho cô chú anh chị mình nha. Nên an tâm mua hàng ha. Clip của em hay lên lúc 12 giờ trưa trên kênh LTK Bonsai nha. Thấy giá hợp lý thì nhấn like, đăng ký, chia sẻ kênh giùm em ha. Xin chân thành cảm ơn ạ. 58 là chiều cao của cây Nguyệt Quế lá xoắn bông chùm mã số 22. Đó, cây này có cái gọng bán nguyệt luôn. Rất là đẹp. Đây. 78 là tổng tán của cây nha. Rồi, Nguyệt Quế. Nguyệt Quế lá xoắn bông chùm. Ngừng cái rồi. Dòng này rất là xiên hoa nha.
dáng cây thì khá là độc đáo ha. Hoành thân, hoành thân của nó là 20. Rồi. Đó, đế của cây khá là đẹp ha. Chậu này em cũng giữ lại nha, không gửi đi cho mình ha. Mã số 22 có giá là 1.800.000 đồng bao trọn bộ phí ship. Cây nguyệt quế mã này là mã số 23. Cũng là dòng lá xoắn bông chùm luôn. Hiện tại cây tốt thì sẽ cho hoa rất là lớn nha quý cô chú anh chị. 66 là chiều cao của cây ha. Đây. Đâu mặt hoa đâu? Đây mặt hoa nè. Hoa rất là thơm nha quý cô chú anh chị, màu trắng tinh khiết luôn ha. Hoành thân nha. Hoành thân em báo cây là 14. Rồi. Cây mã số 23 700.000 đồng là giá em đã hỗ trợ phí ship đến tận nhà cho mình rồi nha. Cây sam, sam này là sam song hình mã số 24. Phần đế của cây này thì mình về tiến hành moi thêm nha. Do vận chuyển nên em sẽ không moi và chỉnh sửa gì thêm nữa hết. Đây, 42 là tán của cây ha. Dán đổ ha. Đó, cây khá là đẹp nha. Rồi. Hoành thân của cây ha. Hoành thân của cây em báo với mình chuẩn xác luôn là 26. Mã số 24. Em bó bầu và gửi thêm giá thể cho mình có giá là 1.300.000 đồng. Sam song hình ha. Dạ, sam song hình. Sam song hình thì hoa của nó cũng màu tím và rất là xuyên hoa nha. Dòng sam song hình thì chơi nhiều lắm nha. 45 là tổng tán dài nhất của cây nha. Còn rộng của cây là 29 ha. Đây là sam song hình dán đổ luôn nha. Quỳnh thân ở tại vị trí nơi đây là 11. Phần dưới đây thì có thể lớn hơn ha. Mã số 25 600.000 đồng. Về tới nơi thì mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Cây bị gãy hay là bị cái gì thì cứ việc liên hệ về số điện thoại của em để thương lượng ha. Để trong quá trình vận chuyển thì cũng không có biết được nha. 43 là tán ngang. Nhưng mà khi em đóng hàng ở đây thì khá là kỹ lưỡng cho cô chú anh chị mình nè ha. Đó. Hoành thân tại vị trí này ha. Trừ hao cho mình là 15 nha. Toàn bộ cây đều có đế hết ha. Và cây này cũng có giá là 600.000 đồng cho mã số 26 nha. Lưu ý nhớ mã giùm em và nhớ ngày giùm em để tránh gửi sai cây cho cô chú anh chị mình ha. Sam song hình dán đổ mã này là mã số 27 nha. Tổng tán đổ dài nhất của cây là 42 ha. Chi tay người ta đã chỉnh sửa cho mình hết trơn rồi nha. Có gì thì về sang chậu kiểu sẽ đẹp hơn ha. Hoành thân của cây là 13 nha. Rồi. Đó, đế của cây thì còn khai thác thêm nữa nha. Mã số 27. Cho cắt đầu cái. Đây. Chi tay cũng khá lớn hết trơn rồi ha. Rồi, cũng là giá 600.000 đồng bao trọn bộ phí ship đến tận nhà nha. Những vùng nào có dịch thì em không gửi được cho cô chú anh chị mình ha. Clip này em cũng về được khoảng 5 cây sam song hình giáng long nha. Đó, ai lấy số lượng thì em giảm giá lại cho mình và cũng bao gồm phí ship cho cô chú anh chị mình ha. Tổng chiều cao của cây này là 60 nha. Hiện tại là có dây kẽm hết trơn rồi ha, nên mình cũng không sợ là gãy nhánh nhiều nha. Tán ngang của cây em đo sơ bộ nha, 35. Hoành thân của cây ha. Thân của cây là 16. Mã số 28 600.000 đồng bao phí ship đến tận nhà nha. Mã số 29 550.000 đồng. Cao của nó là 45. Tán ngang của cây là 35 nha. Hiện tại những cây sam này mình xiết nước cho cây nó yếu ha. Vàng lá rụng cái bắt đầu mình tưới nước lại hoặc là trợ dinh dưỡng thêm là cây sẽ cho hoa đồng loạt rất là đẹp luôn. Hoành thân của cây là 14. Đây, mã số 29, 600.000 đồng bao gồm phí ship ha. Mã số 30. Mọi thông tin chi tiết hoặc là đặt cây thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của cây cảnh An Bình là 0939700449 nha. Có để dưới phần mô tả ha. Cô chú anh chị mình để ý giùm em nha. 58 là chiều cao. Tán ngang của cây là 40 nha. Ừ, coi mặt qua cái dạ, cây. Dòng này là dòng sam song hình nha quý cô chú anh chị. Toàn bộ là sam song hình ha. Thân cây thì lắc lượng khá là đẹp nha. 12 là hoành thân của cây ha. Rồi cây này cũng có giá là 600.000 đồng bao trọn bộ phí ship mã số 30. Đến với mã số 31 cũng là sam song hình giáng long nha. 5 cây ha quý cô chú anh chị. Cao cây này tương đối em báo là 54. Tổng tán ngang của cây là 46. Sam thì cho mùi hương hoa thơm vào buổi sáng nha. Buổi chiều thì hoa vẫn nở nhưng không thơm ha. Mã số 31. Đây hoành thân của cây nha. Hoành thân của cây em báo chuẩn xác cho mình là 16. Và cũng có giá bao gồm phí cho mình là 600.000 đồng. Mã số 32.
cũng là sam song hình giáng long luôn. Thân khá là lớn ha quý cô chú anh chị. Cao của nó là 60. Tán ngang của cây em báo là 40. Đây, thân cây hiện tại là không một lỗ gì hết ha. Mã số 32. Quanh thân của cây là 16. Đây, hoa sam nở rộ rất là thơm nha. Cũng là 600.000 đồng là giá của cây 32 ha. Cây 33 cuối clip của em là một cây kim quýt nha. Kim quýt thì có cái vị thuốc nha quý cô chú anh chị. Cao của nó là 29, tán ngang của cây là 57. 33 mã cuối clip ha. Hôm nay là ngày 7 tháng 6 2021 nha. Đó, cái này thì người ta đã chia chỉnh sửa cho mình thành bonsai rồi nha. Nửa cây nó trái chín nó sẽ thành màu đỏ ha, có tinh dầu. Đây, quanh thân của cây kim quýt này ha là 17. Cây thì cũng có đế luôn nha. Có giá là 1.100.000 đồng, không bao gồm chậu ha. Rồi, cây này cũng là cây cuối clip của em nha. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của chú chị gần xa. Rồi, hãy đăng ký kênh và nhấn like, chia sẻ, bấm vào chuông để có thông báo khi mà clip mình mới đăng, để chọn được những cây cảnh nhiều, độc, lạ đem về nhà vườn của mình nha. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ha. LTK Bonsai xin chào tạm biệt quý bà con. Xin hẹn gặp lại vào những video sau.